trí của anh đang có vấn đề. Còn kỹ năng của anh thì vẫn chưa được đồng đều cho lắm. Ông có việc gì cần tôi à? Tôi có, nhưng đây không phải là cách anh ứng xử để chúng ta có thể ngồi bàn bạc cùng nhau. Tôi chả thấy có cách nào khác hơn thế này. Anh không có lý do gì để phải tin tôi cả, Spartan. Tôi chỉ hỏi là anh đã thực sự thử cố gắng chưa. Suy nghĩ của anh giờ không phải chỉ của một mình anh, nhưng tôi có thể giúp được anh. Tôi tin là cái này thuộc về anh nhỉ. Dùng vật này sẽ làm tâm trí anh trở nên minh mẫn hơn. Cờ ra tốt, đừng để những ảo giác đánh lừa anh nữa. Mọi thứ tôi vừa nhìn thấy đâu rồi? Tôi chỉ thấy mỗi ông là sao? Tốt, anh sẽ cần cái kỹ năng đó để có thể đi được hết con đường phía trước. Và con đường đó là gì? Con đường tới tự do, cờ ra tốt à. Tự do sao? Phải, tự do khỏi những Furry, những kẻ đã săn đuổi anh không ngừng nghỉ vì anh nằm trong cái tên mà Ares đã chỉ đạo. Và cuối cùng là giải thoát khế ước của hắn về việc anh trở thành thần chiến tranh. Phá hủy lời khế ước với thần sao? Ha, đừng có làm quá lên như vậy. Thứ đó không khiến tôi lo lắm cho lắm. Anh bị lay động bởi tiếng gọi suy nghĩ và để nó làm mờ nhạt đi nhịp đập của trái tim. Điều đó thì còn nghĩa lý gì khi anh cần sống như một chiến binh vĩ đại cơ chứ? Những Furry đang ở gần đây, chúng không được biết tôi nói chuyện với anh. Tôi sẽ đánh lạc hướng chúng đi. Sự thật đợi anh ở trong Delphi. Cờ ra tốt, hãy đi tìm nhà tiên tri. Thông điệp từ người dân làng Cơ ra, chúng tôi là một ngôi làng giàu có và trù phú, nhưng sau đó hắn đã tới, giờ chúng tôi chả còn gì nữa, giờ chúng tôi không còn một thứ gì nữa rồi.
Cho những người đang đi tìm kiếm sự thật, sức nóng mà ngọn lửa của Ares có sẽ không gây bỏng.
Thông điệp từ người dân làng cơ ra, thậm chí cả thần trên đỉnh Olympus cũng không thể cứu chúng ta khỏi bản thân chính chúng ta. Số phận ngôi làng của chúng ta được đặt vào tay một chiến binh duy nhất.
Mùa xuân của Delphi các cực ta Ly Ân đã không còn tới được thị trấn này nữa. Người phụ nữ này và con của cô ta đã chết vì quá khát nước. Cái cửa này đã bị chắn bởi núi đá. Người Aqueduct đã phá hủy và cắt bỏ hoàn toàn đường thoát an toàn để tới bến cảng. Thông điệp từ người dân làng Cơ ra, chúng tôi là những người bảo vệ cho con đường đáng sợ của Delphi, và giờ chúng tôi chả là gì cả, chỉ như những hạt cát trên sa mạc. Hmph.
Tất cả những Prophecy tôi đã nhìn thấy, thứ này đã ám ảnh đến cả những giấc mơ của tôi. Một đoạn chữ khó hiểu, có vẻ đó là sự thật về những cơn ác mộng chưa được phát hiện ra, Alethea. Hãy lấy băng của Poseidon và anh sẽ tìm được con đường của mình. Thank you.
Nhật ký hành trình từ người đi tìm kiếm nhà tiên tri. Bà ta có lính canh tốt thế nào? Con serpent có hung dữ không? Tôi sẽ chinh phục bọn chúng. Tôi phải gặp được nhà tiên tri.
Cho những người có một đôi mắt để nhìn thấu, tôi trao anh ánh sáng của Zeus. Thank you.
Nhật ký hành trình từ người đi tìm kiếm nhà tiên tri. Nhà tiên tri sẽ giúp được tôi. Bà ta sẽ nhìn ra sự thật. Bà ta sẽ nói cho tôi biết cái gì cần phải làm.
Nhật ký hành trình từ người đi tìm kiếm nhà tiên tri. Tôi đã tới từ mảnh đất có những phe rầu. Ở đây lạnh thật đấy. Nếu tôi lúc này trở về nhà mà chưa gặp bà ta, nó cũng sẽ có ý nghĩa với cái chết của tôi đã tới kỳ hạn.
Sự trao đổi lần này sẽ làm cho nhà tiên tri hài lòng. Mình biết điều đó mà. Không, không, không. Món quà của tôi, bà ấy phải có tất cả những thứ đó. Nó sẽ phải đủ số lượng. Không, cứu tôi. Ai đó làm ơn cứu tôi. Thank you.
bản ghi chép từ Prophet Carter, bởi tầm nhìn xa trông rộng thần thánh của nhà tiên tri Alithia, làn sương mù thiêng liêng đã không quấy nhiễu nữa, tất cả những tầm nhìn khác đã bị đóng lại và chỉ có của Prophet mà thôi. Apollo, vị cứu tinh của Delphi, cảm ơn tới thần Apollo đã thuần hóa được tai thần dũng mãnh đang đe dọa nhà tiên tri của chúng tôi. Nhanh lên, trước khi ông chủ xuất hiện. Mày, bọn tao đã cho mày tất cả những gì mày cần để thành công và mày vẫn làm bọn tao thất vọng. Bức tượng giờ phải được hoàn thành rồi chứ? Đây là một trọng trách to lớn ông đã đặt lên chúng tôi. Thưa chủ nhân, những người anh em của tôi, họ cần đồ ăn và được nghỉ ngơi. Mày không được quyền sổ. Và ai là người tiếp theo đây? Mày đấy, mày giờ sẽ được đảm nhiệm trọng trách là hoàn thành xong bức tượng. Bẩm ông ạ, bọn tao mong mày làm việc chăm chỉ hơn bạn mày ở đây. Bọn tao cũng chả thể đứng nhìn bọn mày lâu được nữa. Bọn mày làm bọn tao phát bệnh rồi. Cũng vô dụng, thảm hại, tất cả bọn chúng đều như thế. Làn sương mù thiêng liêng của Delphi, tầm nhìn thần thánh,
làn sương mù thiêng liêng cho chúng ta thấy sự sống và cái chết của tất cả những gì nó chạm vào. Tôi đã nghĩ sự cứu rỗi sẽ tới khi tôi tìm thấy được chìa khóa để tiến tới tầm nhìn của mình là ánh sáng và bóng tối, nhưng sự tiết lộ chỉ mang đến thêm những nỗi khiếp sợ về một tương lai đã được dự báo trước, Alethea.
nhà tiên tri của Delphi và những con chiên của bà ta, ban phước cho người được chọn phải mang theo con mắt, tầm nhìn của họ sẽ nhìn thấy tất cả sự thật xung quanh. Nếu anh đang đi tìm kiếm sự thật, linh hồn của Hades sẽ cần có cho nhiệm vụ của anh. Come on.
Bản ghi chép từ Prophet Carter, bởi tầm nhìn thần thánh của nhà tiên tri Alithia, tất cả những linh mục và những nữ tu sĩ ở Delphi sẽ báo cáo trực tiếp tới Prophet cho các nhiệm vụ công việc mới được đảm nhận. Lăng mộ của những tiên tri trong quá khứ, một nơi an nghỉ vĩnh hằng cho những con người đã nhìn thấy được đôi mắt của sự thật, có thể giờ tầm nhìn của họ đã ở một nơi yên bình tại Elysium.
bình sương mù thần thánh, không có lửa ở trong lò than. Nếu không có lửa, sương mù thần thánh sẽ không chảy ra. Alithia, nhà tiên tri của Delphi, với lá bùa của Uroboros và làn sương mù thần thánh của Delphi, nhà tiên tri của chúng ta đã dẫn đường cho chúng ta bằng sự khai sáng thần thánh và trí tuệ của mình.
Bản ghi chép từ Prophet Carter, nhà tiên tri Alithia đã được nhận một tầm nhìn thần thánh và không thể bị quấy nhiễu. Tất cả những người tìm kiếm và những lời đề nghị phải được đưa cho Prophet xem qua.
Trao đổi của ngươi cho Alithia, chúng tôi sẽ quyết định xem món đó có đáng giá với ý chí của chúng tôi hay là không. Tôi chả đề nghị gì cả. Anh muốn đi tìm kiếm sự thật với nhà tiên tri và anh chả mang một trao đổi gì sao? Can đảm đấy, ngu, nhưng can đảm. Dù sao, anh cũng phải có lý do tìm kiếm nhà tiên tri làm gì thật hay vào để có một ấn tượng với nhà tiên tri chứ nhỉ. Hãy trở lại khi anh mang một vật dân hiến phù hợp tới đây nhé. Tôi tới để gặp nhà tiên tri và đó là những gì tôi đang có ý định làm đây. Tôi rất muốn được nghe câu chuyện của anh chiến binh à. Thật đáng tiếc là anh lại làm chúng tôi thất vọng khi đã nghe lý do mà anh tới đây. Loại bỏ hắn đi. Chúng ta sẽ tìm những nô lệ tốt hơn trong cuộc trao đổi sau vậy. Bọn tao sẽ không chịu đựng sự vô duyên của mày. Mày sẽ không được gặp bà ấy đâu. Đồ khốn ngạo mạn.
bại đâu. Mày có thể là một chiến binh quả cảm, nhưng mày sẽ không có chỗ trong đền của bọn tao đâu. Mày sẽ không bao giờ được thấy nhà tiên tri. Của tao khá kiên trì đấy, hắn được quá mà phải không? Hắn kiên trì đồng nghĩa là cái chết của hắn. Tại sao hắn lại được phép vào đền của tôi? Sẽ không cho phép mày được tiếp tục nữa. Mày sẽ không chiếm được ưu thế đâu. Bọn tao sẽ nhìn mày chết. Chết đi chiến binh.
tụi mày ở trong ngôi đình này đâu. Dừng chơi đùa với thằng ngu đấy đi, giết hắn đi, Carter. Tôi phát mệt với người anh em vô dụng của mình rồi. Mà Carter thì không thể ngăn cản. Mày đã phong ấn số phận của nhà tiên tri rồi, mày sẽ không bao giờ biết được sự thật đâu. Sẽ tra tấn tao nếu tao thất bại. Tôi là một người vô tội.
Athelia. Cổ vật mà anh mang không có tác dụng với tôi đâu. Vậy tôi sợ rằng bà đã vô phương cứu chữa được rồi. Đừng có lo về điều đó. Tình hình trước mắt tôi đã rõ ràng rồi. Tôi đã đợi cái ngày này. Suy nghĩ của anh bị che phủ và tâm trí của anh thì mâu thuẫn. Phía bên à, tôi có thể cảm nhận điều đó. Anh đi tìm sự thật à? Phải. Vậy cứ thế đi. Nhưng hãy nhớ rằng, sự thật luôn đi kèm với một cái giá nào đó. Hãy tới gần tôi nào. Kẻ thù vô tội, họ hàng. Khế ước của anh đã hoàn thành. Điều gì xong cũng xong rồi, nó không thể thay đổi lại nữa. Không. Những cơ ri đã lây nhiễm tâm trí của anh bởi vì anh đã chạy trốn khỏi lời khế ước với Ares. Họ sẽ chả bao giờ dừng lại, anh cũng không thể chống đối lại được. Vậy là điều cái bóng đó nói là sự thật. Ý định của ô cốt là từ đáy lòng. Ô cốt sao? Nhưng hắn là một phơ ri cơ mà. Và hắn sẽ đóng cái vai trò đó vào đúng lúc. Thời gian của tôi đang ngắn lại rồi. Để giải thoát sự điên rồ đã lây nhiễm anh, thì anh phải đánh bại những người đã giữ khế ước của mình với thần chiến tranh. Làm sao để tôi đánh bại được các phơ ri khi tất cả tôi nhìn thấy chỉ là ảo giác cơ chứ? Băng qua biển, có một cái đèn lồng của Delos, nó giữ con mắt của sự thật. Ở Delos sao? Hãy tìm con mắt và chúng sẽ chỉ cho anh thấy con đường dẫn tới tự do.